Máy may Nguyễn Dung hướng dẫn sử dụng máy may Brother LS500. Đây là một cái dòng máy may Brother đời mới, máy đa năng có thể may, làm khuy, vắt sổ và chạy trang trí tất cả các kiểu. Đây là một cái dòng máy may rất là tiện lợi, mình có thể may hoàn chỉnh một sản phẩm tại nhà ha. Máy có đầy đủ các tiện ích của một chiếc máy may hiện đại. Đây là một máy may nội địa Nhật cho nên mình sẽ sử dụng điện 110V. Thì khi mua máy bên máy may Nguyễn Dung sẽ được tặng kèm một cái biến thế điện. Mọi người lưu ý sẽ rút cái dây điện của máy cắm vào cái biến thế điện. Sau đó thì mình sẽ cắm biến thế vào cái nguồn điện 220V nhà mình và bắt đầu sử dụng máy. Bên phải của máy thì mình sẽ có một công tắc và mình mở cái công tắc này lên khi mình sử dụng ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cách quay suốt cũng như là cách đi chỉ. Để đánh suốt thì cuộn chỉ mình sẽ để ở đây. Rồi, đây là suốt để sử dụng cho dòng máy này. Mình sẽ để suốt vào cần đánh suốt. Sau đó mình sẽ kéo chỉ theo hướng mũi tên nét đứt. Mũi tên số 1. Rồi vòng lên. Vòng lên. Sau đó mình kéo về hướng có cái suốt. Thì ở đây mình sẽ có một cái đồng tiền móc chỉ vào, sau đó thì để cho chỉ lọt vào đồng tiền. Đó, lọt vào cái đồng tiền này ha. Rồi, sau đó mình sẽ tay trái mình cầm cố định chừa khoảng 10cm chỉ. Tay phải mình sẽ quấn cố định cái phần chỉ đó vào cái suốt mà mình đã để vào cần đánh suốt. Sau đó mình bật cần đánh suốt qua bên phải, nhấn nút may dừng. Khi này thì cần đánh suốt sẽ quay và chỉ nó sẽ được quấn vào cái suốt. Khi mình thấy nhu cầu đủ rồi thì mình sẽ bấm nút may dừng một lần nữa. Rồi, cần đánh suốt dừng lại, bật cần đánh suốt qua bên trái và lấy suốt ra để dùng. Tiếp theo là mình sẽ đi chỉ trên. Để đi chỉ trên thì cuộn chỉ cũng sẽ nằm ở cái vị trí giống như là đánh suốt ha. Lưu ý là khi mình đi chỉ thì mình dở chân vịt lên. Đó, dở chân vịt lên là cái nút may dừng nó sẽ hiển thị màu đỏ ha. Rồi, sau đó mình sẽ kéo chỉ theo hướng mũi tên nét liền. Đó, mũi tên số 1. Rồi, mũi tên số 2. 1 2. Vòng qua mũi tên số 3. Đó, vòng qua. Rồi, kéo thẳng xuống. Mũi tên số 3. Rồi, kéo vòng mũi tên số 4. Lưu ý chỗ này ha, mình sẽ kéo vòng từ bên phải qua bên trái, thẳng xuống là mũi tên số 5. Tới đây là mũi tên số 6. Trên đầu kim sẽ có một cái móc inox là mũi tên số 6 ha. Sau đó mình móc về phía bên phải, về phía số 7. Đó, số 7. Ở phía số 8 thì mình sẽ có một cái dao cắt và mình sẽ kéo cái sợi chỉ cắt luôn. Kéo cái sợi chỉ dư, đó, đó, đó là số 8, à, mình cắt luôn ha. Số 9 là cái cần nhấn, cần đây nè, cần nhấn, này là số 9. Mình sẽ nhấn cái cần này và chỉ sẽ được xỏ ra phía sau. Rất là đơn giản ha, chỉ được xỏ ra phía sau, lỗ kim luôn. Còn nếu như trong trường hợp mình không có dùng cái cần xỏ thì mình sẽ xỏ chỉ từ trước ra sau lỗ kim. Chỉ từ trước ra sau lỗ kim ha. Còn sử dụng cần xỏ chỉ tự động thì mình sẽ sử dụng cái cần xỏ chỉ. Rồi. Để cái gắn chỉ dưới thì mình sẽ gạt cái nắp ở phía bên phải ra. Đó, lúc này cái nắp đậy ổ thuyền nó sẽ rơi ra, sẽ bong ra và mình lấy cái suốt cũ ra, gắn cái suốt mới vào. Tay phải mình cầm cái suốt, tay trái cầm sợi chỉ đúng cái chiều như vậy ha. Rồi mình sẽ kéo chỉ theo hướng mũi tên ở trên cái ổ thuyền. Đó, mũi tên. Đến cuối cái mũi tên thì mình giật mạnh là sẽ được cắt cái sợi chỉ dư ra. Đẩy cái nắp ổ thuyền lại nè. Bây giờ mình đẩy cái nắp ổ thuyền lại. Rồi, bây giờ là mình sẽ bỏ vải vào mình may thôi. Đó, một số kiểu đường may mà mình đã may thử trên cái dòng máy này. Rồi, để may thì mình sập chân vịt xuống, để vải vào đúng cái vị trí. Bấm nút may dừng để may. Bấm nút may dừng. Đó, bấm nút may dừng. Điều chỉnh tốc độ may, gạt qua bên trái là chậm, gạt qua bên phải thì tốc độ sẽ tăng dần. Tùy vào cái tay nghề của mình để điều lựa chọn cái tốc độ cho phù hợp. Nút này là nút lại may lại mũi. Lại mũi tức là may lùi ha. Rồi đó, tăng tốc lên. Dừng lại. Đó, muốn may thì mình bấm vào nút may dừng một lần. Muốn dừng thì mình bấm thêm lần nữa là máy nó sẽ dừng ha.
Rồi đây là nút cắm kim. Cắm kim lên xuống, tức là mình muốn dỡ kim lên mình bấm nó một lần, mình muốn cắm kim xuống mình bấm nó một lần ha. Là máy nó sẽ cắm nâng hạ kim, mình gọi là nâng hạ kim. Rồi để thay chân vịt thì mình sẽ bấm ở phía sau cần trục chân vịt, có một cái nút đó mình bấm. Thì trên cái trục chân vịt nó có một cái rãnh và trên cái chân vịt thì nó có một cái cần. Mình để cho cái thanh ngang đó, cái cần đó đó trùng khớp với cái rãnh này. Đó, cái thanh ngang trùng khớp với cái rãnh. Rồi đẩy cái chân vịt lên, đẩy chân vịt từ dưới lên. Đó, tự động nó sẽ dính vào. Đó, thay chân vịt rất là dễ. Rồi để thay kim thì mình sẽ vặn ốc trục kim. Đây là cái ốc trục kim ha, mình vặn lỏng ốc trục kim ra và lấy cây kim cũ ra. Kim này thì có một mặt phẳng và một mặt lồi. Mình lưu ý là mình gắn vào thì gắn úp mặt phẳng vào bên trong, mặt lồi sẽ hướng về phía mặt mình. Vặn ốc ổ thuyền lại, vặn ốc trục kim lại. Rồi, như vậy là mình đã thay kim xong. Đẩy cái kim lên cao hết cỡ nha. Rồi sau đó mình vặn cái ốc trục kim lại. Rồi, bây giờ mình xỏ chỉ lại lần nữa. Đó, ở đây là cái nút điều chỉnh lỏng chặt của đường may chỉ trên. Mình nới, mình vặn về cùng chiều kim đồng hồ thì nó đường chỉ nó sẽ chặt. Còn ngược chiều kim đồng hồ là đường chỉ nó sẽ lỏng. Ngược chiều kim đồng hồ đường chỉ sẽ lỏng này. Đó là điều chỉnh chỉ trên ha. Còn chỉ dưới thì mình sẽ điều chỉnh ở bên trong ổ thuyền. Hai cái nút này, một nút là bên trái là điều chỉnh to bản cái đường dích dắt. À, nút bên phải là mình sẽ điều chỉnh độ thưa dày. Đó, ở trên máy mình đã dán sẵn tích cơ hướng dẫn này đó. Đó, điều chỉnh to bản đường dích dắt nè. Đó, lên là đường to bản nó sẽ to là. Còn cái đường thưa dày thì càng lên thì cái đường may nó sẽ càng thưa. Đó, càng lên. Khi mà mình nhấn đường thì hai cái nút này mới bắt đầu hoạt động ha. Đó. Mình cứ muốn may mẫu nào thì mình sẽ nhấn vào các cái nút nút mẫu mà mình cần chọn để may. Đó, khi mà cái nút mẫu mà nó đỏ đèn thì mình đang may cái mẫu đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bước căn bản để sử dụng cho chiếc máy may Prada LS. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ máy may Nguyễn Dung trong suốt thời gian qua.